Hình ảnh này được phóng viên báo Quân đội Nhân dân chúng tôi ghi lại vào những ngày cuối tháng 8, khi mà cán bộ nhân viên Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 đang khẩn trương hoàn thiện một số công trình trường học trên địa bàn các xã biên giới. Trường mầm non A Roàng thuộc xã A Roàng, huyện A Lưới là một trong những điểm cuối cùng mà Đoàn Kinh tế Quốc phòng tập trung cao độ để hoàn thiện khuôn viên và làm mới sân trường. Trước những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, sân chơi, nước sinh hoạt cũng như bếp ăn thiếu thốn, sân trường luôn bị lầy lội sau mỗi trận mưa. Nhiều năm qua, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 đã tạo mọi điều kiện đáp ứng đủ về cơ sở vật chất, phục vụ công tác giảng dạy của trường. Từ đó, công tác dạy và học của nhà trường đã thay đổi cơ bản về chất. Năm học này, các cháu tại trường mầm non A Roàng càng vui hơn khi Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 đầu tư tu bổ, cải tạo lại toàn bộ khuôn viên sân trường trước thời điểm năm học mới. Năm học 2022-2023, được sự giúp đỡ Đoàn Quốc phòng 92 đã làm sân chơi cho nhà trường. Năm học mới thì trẻ có sân chơi được đảm bảo an toàn và lành mạnh. Thay mặt nhà trường, xin chân thành cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm, các anh Đoàn Quốc phòng 92 đã giúp đỡ nhà trường. Thì cũng mong là các anh giúp đỡ, quan tâm hơn nữa tới nhà trường. Và cũng thay mặt nhà trường, xin chân thành cảm ơn các anh. Đứng chân trên cái địa bàn của vùng dự án, vùng biên giới, có cái điều kiện kinh tế xã hội là rất là khó khăn, cho nên là chuẩn bị bước vào năm học mới thì đơn vị cũng đã đi khảo sát các cái trường học ở trên địa bàn. Mà trường mầm non của xã A Roàng là một cái xã khó khăn ở vùng dự án, để làm đổ bê tông cái sân trường cho các cháu mầm non để cho kịp bước vào năm học mới, là các cháu có cái trường và nơi cái sân chơi khang trang sạch đẹp để bảo đảm cho các cháu học tập trong cái năm học mới. 20 năm trước, địa bàn 5 xã trong khu kinh tế quốc phòng 92 được coi là vùng đất chết, bởi nơi đây chịu ảnh hưởng hậu quả nặng nề của chất độc hóa học do chiến tranh để lại. Các xã nằm trong vùng dự án này có điều kiện địa lý không thuận lợi, cơ sở hạ tầng chậm phát triển, đa số là người đồng bào dân tộc sinh sống, đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn. Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy, Chỉ huy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 Quân khu 4 trong những năm qua đã triển khai có hiệu quả nhiều biện pháp các dự án kinh tế quốc phòng, triển khai nhiều mô hình việc làm hiệu quả, giúp dân xóa đói giảm nghèo, tạo sự khởi sắc mới nơi vùng biên A So, A Lưới. Rồi thực hiện có hiệu quả là các cái nhiệm vụ như là xây dựng cơ sở hạ tầng điện sáng cho các làng bản ở đồng bào dân tộc, rồi các cái đường bê tông liên thôn bản, rồi trường học cho các cháu học sinh, rồi trạm y tế, nhà văn hóa cộng đồng, và thực hiện có hiệu quả cái công tác khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nhân dân của vùng dự án. Bên cạnh đó thì đơn vị còn là nhận đỡ đầu kết nghĩa các cái hộ nghèo này, rồi gia đình có hoàn cảnh khó khăn, rồi thăm hỏi tặng quà cho cả cái gia đình chính sách, đặc biệt là cả cái gia đình mà có người thân bị nhiễm chất độc da cam dioxin ở trên địa bàn. Nhờ chính sách đó, từ một hộ nghèo nơi vùng biên A Lưới, gia đình chị Can Nhíp, xã A Đớt, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, được Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 cấp bò giống, lợn và hỗ trợ cây giống để phát triển chăn nuôi trồng trọt và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Đến nay, gia đình chị Can Nhíp được đánh giá là một trong những gia đình có điều kiện kinh tế khá của xã A Đớt. Rất cảm ơn Đoàn Quốc phòng 92 quan tâm nhiều, giúp đỡ nhiều gia đình mẹ Nhíp, họ nghèo, mai một là giàu sang hơn. Từ mô hình kinh tế hộ gia đình như gia đình chị Can Nhíp đã và đang nhân rộng trên địa bàn các xã của vùng kinh tế. Qua đó, nhiều mô hình phát huy tốt trong địa bàn dân cư, từ đó từng bước phát triển tốt kinh tế khu vực, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân đồng bào dân tộc A So, A Lưới. Chào cả nhà. Dạ. Cô nhà bác. Xác định rõ công tác dân vận vừa là mục tiêu, nhiệm vụ, vừa là biện pháp hữu hiệu trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, đơn vị đã chủ động đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt. Nhờ giải pháp này mà công tác dân vận của đoàn đã thực sự đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực cuộc sống của bà con tại các xã biên giới.
xã Đông Sơn là một trong địa bàn vô cùng khó khăn đang thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 quản lý. Vùng này cũng là một trong những đặc điểm vùng rốn của chất độc da cam dioxin do chiến tranh để lại, gây nhiều khó khăn cho nhân dân và chính quyền nơi đây. Nhiều gia đình có tới 4 đến 5 người cùng bị ảnh hưởng di chứng của căn bệnh quái ác này và nguy cơ di truyền qua nhiều thế hệ. Thấu hiểu nỗi đau đó, 20 năm qua, cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 luôn có mặt hỗ trợ giúp đỡ động viên bà con, kịp thời quan tâm đặc biệt đến những gia đình có ảnh hưởng bởi di chứng chất độc da cam dioxin. Với mục đích là xoa dịu cái nỗi đau da cam bằng nhiều cái hoạt động thiết thực trong phát triển kinh tế, rồi thực hiện nhiều cái mô hình xây dựng nông thôn mới và triển khai các cái dự án trên địa bàn. Với mục đích là đẩy mạnh cái phát triển kinh tế và cho đồng bào ở đây, thì đơn vị đã thường xuyên triển khai các cái dự án về nông nghiệp, lâm nghiệp, thực hiện các cái mô hình như trồng lúa nước, trồng rừng để mà bà con có cái điều kiện để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó đấy, thì đơn vị cũng đã phối hợp cùng với các cái cơ quan chức năng triển khai những cái mái ấm tình thương, xây dựng các cái ngôi nhà ổn định sản xuất cho bà con, cũng mong muốn là bà con sớm ổn định cái cuộc sống và nâng cao cái mức sống để cho nhân dân địa phương ngày càng phát triển vững mạnh. Từ kết quả nhân rộng các mô hình kinh tế xóa đói giảm nghèo, đến nay các địa phương trên địa bàn đã giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ 37,81% xuống còn 21,44%. Kết quả đó đã góp phần quan trọng xây dựng khu kinh tế quốc phòng A So A Lưới ngày càng phát triển đi vào chiều sâu vững chắc. Và điều quan trọng hơn là tình hình chính trị ở các địa bàn xã vùng biên được củng cố tăng cường, thế trận quốc phòng an ninh trên địa bàn được giữ vững. Kinh tế quốc phòng 92 cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương là tập huấn, các lớp tập huấn về trồng trọt, về chăn nuôi, rồi cách thức là ủ phân chuồng, rồi thâm canh lúa nước, rồi thực hiện các dự án là xóa nhà tạm cho bà con, rồi thực hiện các mô hình chăn nuôi như nuôi bò, nuôi lợn, nuôi gà và một số cây trồng khác. Đến thời điểm hiện tại thì nhận thức và trình độ của bà con trong thực hiện là chăn nuôi và trồng trọt là được nâng lên. Tình hình kinh tế xã hội và đời sống của bà con ngày càng là tốt hơn nhiều so với khi mà chưa được là Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92 đóng trên địa bàn